Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, giờ đây nghệ sĩ Linh Tâm đã có cuộc sống hạnh phúc cùng người vợ thứ hai tại Mỹ. Từ khi lên 7 tuổi, Võ Văn Tâm, sau này lấy nghệ danh là Linh Tâm, đã được làm quen với đàn ca tài tử và tập luyện mỗi ngày. Khi nhận thấy đam mê đủ lớn, ông đầu quân cho đoàn văn công An Giang. Cãi lời ba mẹ, để theo nghề, Linh Tâm đi lên bằng khả năng thiên bẩm, là trường hợp hiếm hoi, không phải trải qua trường lớp đào tạo. Vai diễn Biện Lý Hạnh là bước ngoặt giúp ông từ kép mùi chuyển sang những vai phản diện và gắn liền với tên tuổi, cùng những vai như Đòi Nợ. Vai diễn Biện Lý Hạnh là bước ngoặt đầu tiên giúp ông từ kép mùi chuyển sang những vai phản diện và gắn liền với tên tuổi cùng những vai như Đòi Nợ, Càng Của Rũ Ảo Vui Đời, Mạnh Lừa Thầy Phản Bạn, Trong Đêm Khuya hay Càng Trong Từng Khúc Bạch Hải Đường. Ông diễn đạt đến mức đôi lúc khán giả không thể phân biệt được đâu là đời thực và tỏ thái độ với Linh Tâm khi gặp ở bên ngoài. Khi đã nổi tiếng với đoàn văn công An Giang, Linh Tâm tình cờ gặp Vũ Linh rồi trở nên thân thiết, sau đó cả hai cùng gia nhập đoàn của nghệ sĩ Minh Tơ. Linh Tâm cũng là nghệ danh do ông bị ảnh hưởng từ Vũ Linh. Từ khi nghe tiếng gọi của tình yêu, Linh Tâm từng bỏ sự nghiệp để theo đuổi Hồng Nhung, em gái của Vũ Linh. Lúc ấy ông mới 18 tuổi, chỉ quan tâm chuyện yêu đương chứ không nghĩ đến công danh. Về phần Vũ Linh, ông cũng không đồng tình với phản đối mối quan hệ này. Song gia đình của ông không hài lòng, sau đó mẹ của Hồng Nhung đưa con gái trở lại Sài Gòn. Khi Hồng Nhung đi, Linh Tâm hoàn toàn mất phương hướng, đến khi có dịp diễn ở Đà Nẵng, ông gặp được Cẩm Thu và nên duyên cùng bà. Sau những vài diễn trên sân khấu, cả hai dần cảm mến nhau và nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Linh Tỷ Thu Tâm, ngoài đời cũng là quả ngọt của mối tình duyên ấy. Kể cả khi là vợ chồng, Linh Tâm và Cẩm Thu vẫn hết sức mùi mẫn và hợp tác ăn ý trên sân khấu với những khán giả đầu thập niên 80. Có thể nói đôi vợ chồng này luôn tạo sức hút đặc biệt để được săn đón mọi lúc mọi nơi. Có những lần, người hâm mộ phải xếp hàng, mua vé từ sáng sớm để được xem vở diễn có Linh Tâm, Cẩm Thu. Đến khi cải lương trong nước rơi vào trạng thái bão hòa, những nghệ sĩ phải tìm cách xoay sở. Thời điểm ấy, khán giả hải ngoại vẫn yêu thương và muốn được nghe những nghệ sĩ trình diễn như vậy, Linh Tâm cũng quyết định ra đi để được làm nghề và phục vụ khán giả khắp nơi. Đây đồng thời là chuyến đi chấm dứt mối tình của Linh Tâm và Cẩm Thu. Nhắc về vợ cũ, Linh Tâm từng chia sẻ với báo Phụ Nữ, phải chia tay với Cẩm Thu là một trong những điều làm tôi tiếc nuối nhất. Có lẽ tôi khó có thể tìm được người phụ nữ nào hết lòng hết dạ, sẵn sàng chấp nhận làm tất cả, miễn sao chồng mình cảm thấy vui như Cẩm Thu. Không thể đổ hết cho duyên số, nhưng tôi cũng không còn cách nào để tự an ủi mình rằng có lẽ vợ chồng đã hết duyên. Khi còn duyên thì mỗi người sẽ tìm cách níu giữ bằng mọi giá, nhưng khi đã hết duyên thì sẽ càng buông xuôi. Không cần níu kéo dù mâu thuẫn không phải là vấn đề gì lớn lao. Khi chia tay, Linh Tâm không mang theo bất cứ sản phẩm giá trị nào. Ông quan niệm, nếu không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ khác thì cũng phải sống có trách nhiệm với họ. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng quan tâm chăm sóc cho con. Hiện tại, Linh Tâm đã có gia đình hạnh phúc tại Mỹ. Ông có tình cảm với một người phụ nữ quê miền Tây và xây dựng gia đình, có suy nghĩ khi muốn tìm chỗ dựa tình cảm nơi đất khách quê người. Cẩm Thu hiện cũng đang kết hôn và hạnh phúc với ông xã Duy Nhân. Mới đây, chương trình Chuyện Cuối Tuần đã lên sóng với sự xuất hiện của nghệ sĩ cải lương Linh Tâm. Tại chương trình, Linh Tâm đã chia sẻ về tính cách và dạy con trai mình, diễn viên Linh Tỷ. Đây là điều tôi đau nhất trong cương vị một người cha và mỗi lần nhìn thấy con là nỗi đau ấy lại ùa về, nghệ sĩ Linh Tâm nói. Trong cuộc sống hiếm có người đàn ông nào tự nhận mình mang tính gia trưởng vì tư duy cố chấp trong suy nghĩ, thế nhưng tôi thì khác, tôi thừa nhận bản thân sở hữu cách tính này. Theo tôi, gia trưởng có nhiều loại, cái gia trưởng tôi thừa nhận chính là sự cứng nhắc trong suy nghĩ và cố tạo ra vẻ gia trưởng để chứng tỏ quyền lực trong gia đình của mình. Với tôi, trong một gia đình phải có người cầm trịch, đứng mũi chịu sào để quan xuyến và đưa ra quyết định. Riêng ra, sự gia trưởng không nằm ở hành động, muốn một là một, hai là hai và hai bắt người khác phải làm theo ý mình. Theo tôi, đàn ông gia trưởng chỉ đơn giản vì họ muốn chứng tỏ quyền lực của mình. Gia đình, bạn bè và ngay cả bản thân cũng một trong những nguyên nhân khiến đàn ông có thể thể hiện tính gia trưởng như thể để lên mặt với bạn bè, muốn mình là số một trong gia đình. Không chỉ bản thân tôi thừa nhận thấy mình gia trưởng mà vợ cũ Lệ Thu của tôi cũng đã miêu tả về tôi giống như ba của Tô Ảnh Nguyệt. Đây chính là hình ảnh minh họa cho một người đàn ông gia trưởng trong xã hội phong kiến xưa.